Kính chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn gần xa đến với clip hôm nay ngày 3 tháng 10 kênh YouTube Bonsai Lại Nguyên chúng em giao lưu những mặt hàng đồ xưa cũ sưu tầm với bà con của mình nha. Xin chào lại. Xin mến chào bà con trên mọi miền tổ quốc đã đến với kênh Bonsai Lại Nguyên. Hôm nay thì em cũng xin giới thiệu bà con mình một số tác phẩm em cũng vừa sưu tầm về để giao lưu báo giá cho bà con của mình trên mọi miền tổ quốc. Và em cũng cảm ơn bà con của mình đã ủng hộ kênh những thời gian vừa qua nha. Đầu tiên cho em xin giới thiệu cho bà con của mình nha. Đây là mã số 1G. Đây là một cái lông sàng nha bà con. Em cũng vừa sưu tầm về nha. Đặc biệt cái hộ này nó nguyên bộ luôn. Đấy, bà con mình xem giùm em. Rất là đẹp nha. Chất liệu là gỗ cỏ toàn bộ hết nha bà con. Ốc này là cọng ốc Singapore. Đó. Đây, hàng thì nói chung là về bà con mình về sử dụng không cần làm gì thêm nha. Ở trên thì có ba chữ đó là phúc lộc thọ nha bà con. Gia đình mình ai cũng phải có phúc, có lộc, có thọ nha. Đó cũng là một cái phong thủy rất là tốt cho mỗi gia đình, ai cũng phải cần có nha. Đó. Và chạm chi tiết hoa văn đều là đục nọ, đục khở hết nha. Đó bà con mình xem giùm em. Chất liệu là gỗ gì anh? Gỗ này là gỗ gõ nha bà con. Đó, gỗ gõ, ốc là ốc Singapore. Ốc này rất là đẹp nha, bà con mình xem. Đặc biệt cái lông sàng này người ta làm rất là tỉ mỉ. Đó. Hơn những cái bộ vừa rồi em giao lưu. Đó. Bộ này nên giá trị nó cao hơn những cái bộ vừa rồi nha. Hàng thì có rất nhiều loại mặt hàng, bà con mình xem bà con mình cũng biết rồi. Đó, bà con mình xem nha, rất là đẹp. Tích người ta thẳng ngóc rồi, bà con mình xem từ trên tới dưới luôn. Nó không hề lỗi lầm nha. Có những cái nhánh hoa và một đây là một cái cây trúc nha bà con. Đó, một cây tre cây trúc kéo dài lên là những con chú chim đậu. Đó. Cái này hoàn toàn tất cả đều là vô mộng hết, mình có thể gỡ gáp nha. Mình gỡ gáp hoàn toàn hết luôn nha bà con. Đó, bà con mình xem nha. Mình gỡ ra toàn bộ được chưa? Cái này để em đo tổng cái chiều cao nha. Tổng cái chiều cao là nó 2m39 nha bà con. Nó 239, nó gần 2m4 á. Đây. Còn cái chiều dài này nha. Đây chiều dài này em đo cho bà con mình luôn, củ bì luôn là 198. Đó là cái chiều rộng ra 198 nha. Đây còn cái chiều ngang. Đó, chiều ngang củ bì luôn nha. Đó là 222. 222 là củ bì. Đó, rất là lớn nha bà con. Đó, tại vì cái giường này rất là lớn cho nên bà con của mình nó xem không rõ không kỹ những kích thước thì bà con mình liên hệ qua số điện thoại bên em. Bên em sẽ trực tiếp tư vấn cho bà con của mình đầy đủ nhiều hơn nữa nha. Đó, nếu bà con của mình xem không rõ nha. Đó, chân đế thì nguyên khối bà con mình xem được vô mộng toàn bộ. Đó, cái này nó dày dặn và cứng cáp hơn. Đó, những cái vừa rồi luôn đó nha. Cái này chiều dày này á, chiều dày mỗi một chân là 1.8 nha, là 18 á. Đó, còn cái bệ này, em đo cái dìm này lên cho bà con của mình hình dung luôn. Dìm này lên nó là 39 nha bà con. Đó. Đây, còn cái miếng mà đố mà xung quanh giường là 4 phân. Miếng đố xung quanh giường là 4 phân nha. Dày dặn và cứng cáp rất là nặng nha. Đây còn bốn cái trụ này là 6 gần 7 phân mỗi một cây, 7 phân vuông. Đó. Dìm này rất là dày luôn nha bà con. Dìm này dày là gần 4 phân luôn nha, dày hơn những dìm vừa rồi luôn á. Lông sàng này là cẳng đều hết nha bà con, chỉ có mặt sau vừa vào vách là không có cẳng nữa ha. Bà con mình xem rất là đẹp. Con này rất là đẹp nha. Đặc biệt là xung quanh thành này đều là gỗ, không phải là đá nha. Đều là gỗ người ta chạm được cơ hình. Sau đó thì người ta mới thảm ốc vào. Đó, bà con mình xem nha. Đó. Đây mặt đá thì mát lạnh luôn, nằm lên thì mát lạnh luôn. Xung nha. Quanh là chạm tứ quý á bà con. Cái này là tùng nai nè. Rồi chim trúc nè. Nó dìm bên dưới luôn đó nha. Em đo hạo như thế này bà con mình hình dung ra được. Từ cái mặt dìm này lên tới đây luôn nha bà con. Nó mặt dìm này lên tới đây nó khoảng là 92. Rất là cao, thành rất là vững vàng. Đó, cái khung này là hơn 3 phân rưỡi. Cái lông sàng này thì bao gồm có kèm thêm một cái đế cho bà con mình luôn nha. Tùy theo bộ nha bà con, có bộ thì sẽ có đế đi lên, có bộ thì sẽ không có nha. Cái này thì nói chung là em cũng đã vệ sinh sạch sẽ toàn bộ rồi, chỉ có khi mà vận chuyển hơi bị những cái màu sơn thôi. Đó, những cái màu mà đi hơi chặt đỉnh thôi nha. Đó, bà con mình xem rất là dày dặn, rộng rãi, cao to và cứng cáp luôn đó nha. Trên này có một cái nóc cũng được thẳm luôn. Đó, thẳm hoa mai, bà con mình xem xung quanh này cũng được thẳm luôn nha. Chạm đây, chạm nổi rồi cảm ốc vào rất là đẹp. Dìm rất là dày, tất cả đều vô mộng. Đó. Cái thành này, cái này là nó liền nguyên khối luôn nha bà con. Những này là nguyên khối hết nha. Đó bà con mình xem giùm em. Đây còn cái kệ bức tranh này em đo bà con mình hình dung luôn. Kệ bức tranh này nó dài tới là 135 nha. 135.
còn chiều ngang kệ là nó 33, được khẩm là tứ diện cúc dây nha. Đó, khẩm ốc bà con mình xem ốc Singapore. Khảm ba diện rồi anh ơi, cái này cũng khảm ba diện. Đúng rồi, khảm ba diện là mặt sau không có nha. Đây bà con mình xem rất là dày. Dày dặn nó khung gà dày dặn cứng cáp đó được đây. Đó, hoàn làm hoàn thành chỉnh chu toàn bộ hết rồi. Bà con mình về đặt trong khuôn viên nhà mình rất là nổi bật, cũng rất là sang trọng luôn đó. Bà con mình xem rất đẹp nha. Đó. Cây này thì em giao lưu cho bà con của mình nha. Cái lông sàn này em giao lưu với bà con của mình có giá là 120 triệu nha bà con, 120 triệu nha. Bên em bao ship cho bà con của mình là 500 km nha. Còn nếu bà con mình ở xa hơn thì hỗ trợ cái ship tiếp anh em vẫn ship cho bà con của mình đi từ Bắc chí Nam luôn nha. Vì hàng này to lớn và nặng, phí ship đi xa rất là cao. Bà con mình cũng am hiểu nha. Thì lông sàn có nhiều loại, loại vài chục cũng có nha bà con, loại 200-300 vẫn có nha. Bà con mình xem và mình đánh giá được cái sản phẩm và chất lượng giùm em nha. Có nhiều loại và nhiều giá tiền nó khác nhau. Bà con mình xem và mình có thể hiểu được những cái tùy theo loại sản phẩm. Đó. Và đến với mã tiếp theo là số 2G này là một cái cặp câu liễm nha. Đây là một cặp câu đối. Đó, bà con mình xem đây là chất liệu cũng là gỗ gõ nguyên khối luôn. Đó, gỗ gõ nguyên khối, ốc là ốc Singapore. Đó, bên em có sao thì báo bà con mình vậy nha, ốc Singapore nha. Đó, ốc này thì rất là đẹp. Đó, ốc này là ốc nhập rất là đẹp nha bà con. Màu là lóng lánh đầy đủ hết nha. Với chiều cao đây, chiều cao của mỗi một bức này em đo là nó 217. Đó, hầm hai tầm 217 nha. Đó, còn tổng cái chiều ngang hai bức luôn là 50, mỗi một bức là 25. Ở đây là người ta khảm tích chim hoa, đây là một cái cây hoa mai đào. Đó, rất là đẹp, con mình xem nha. Đó, một cây hoa mai đào nha. Chiều dày của cái miếng này nó tới 3 phân lận, mỗi một tấm là tới 3 phân lận nha. Bà con mình xem hai câu đối hai bên nha. Rất là nặng nha bà con, về bà con mình kiểm tra hàng. Đó, rồi bà con mình phản hồi lại giùm em nha, như những cái bộ như thế này. Đó, bà con mình cứ nhận về và kiểm tra và phản hồi lại bên em. Đó, em cảm ơn bà con mình rất là nhiều. Lầm tích liền lạc không hề lỗi lầm. Đó, ốc bao ốc đẹp bà con của mình nha. Nếu bà con mình về kiểm tra hàng ốc không chất lượng, bà con mình cứ liên hệ bên em. Đó. Đây rất là đẹp luôn. Rồi bộ này. Bộ này em giao lưu với bà con mình giá 15 triệu nha. 15 triệu bên em bao ship, bao kiểm tra hàng nha. Đó, bà con mình xem y như trên lời clip nói nha. Bà con mình nhận giùm em. Và đến với mã số 3G là một cái bức tranh, đây là chim hoa. Đó, bà con mình xem phú quý cát tường nha bà con. Đó, đây là ốc màu đỏ lửa bằng chanh. Đó, bảy màu lóng lánh bà con mình xem. Ốc này á nó khác cái ốc Singapore. Đó, bà con mình xem nha. Ốc thằng ốc Singapore bà con mình xem đủ bảy màu. Còn thằng này nó chỉ có là màu đỏ chanh với màu vàng, bà con mình xem rất là đẹp và màu tím đó nha. Chiều cao cái bức tranh này em đo là nó 47. Chất liệu gỗ gì anh Lợi? Gỗ này là gỗ gõ nha bà con. Chiều rộng ra là 107. Đặc biệt cái khung giữa này nó liền nguyên một khối, nguyên một khối gỗ luôn nha, không hề ghép. Khung chanh dày là 3,5 phân nha. Bà con mình xem đây ốc đây. Đây đỏ lửa bằng chanh, bà con mình xem nha, rất là đẹp nha. Đó, màu ốc tím, còn bên đây là Singapore. Nó khác nhau. Đó, bà con mình về có thể kiểm tra hàng. Cũng đều là chất liệu gỗ gõ luôn nha bà con. Toàn là gỗ gõ hết. Bà con mình cứ về kiểm tra nha. Nó đây là ốc Singapore và đây ốc là đỏ lửa bằng chanh đây nha. Đó. Bức này thì em giao lưu bà con mình giá 6 triệu đồng nha. 6 triệu đồng bên em bao ship cho bà con của mình toàn quốc nha. Phú quý cát tường. Và mã số 4 là một bức tranh bộ, bức tranh 4 tấm nha bà con. Tranh rớm tàu hàng vẽ tay. Khung là khung gỗ lộng. Đó, bà con xem hàng này cũng là hàng cũ thôi. Chất liệu gỗ này là gỗ gụ. Đó, hàng này cũng tầm từ 20 năm. Đó, bà con mình xem được không? Hàng thì chuẩn lầm tích và liền lạc nha. Tích là tích tứ bình. Chiều cao một bức em đo là 120. Đó. Mỗi một bức có cái chiều ngang á, là nó 36 nha nha. Tổng hết trơn cái chiều dài này luôn, hình dung cho bà con của mình dễ xem là 146. Đó, tổng cái chiều 4 tấm luôn đó nha, 146 nha. Đó, chiều dài mỗi bức trên 2 phân. Đó, đây là tứ bình, thường người ta cũng gọi là tích cổ đồ. Đó, bà con mình xem hoa văn được chạm tích chi tiết rất đẹp. Cái bộ này thì em giao lưu cho bà con của mình giá là 4.500.000 đồng thôi nha. Cho em xem mặt bán sao. 4.500.000 đồng thôi nha. Ở giá rất là hữu nghị luôn, hàng bên em sưu tầm giá mềm. Em để bà con mình giá hữu nghị, bà con mình yên tâm. Đó, còn cái nào giá cao thì phải để bà con mình giá cao xíu nha. Đó, tùy theo loại mặt hàng, tùy theo loại từng loại cái sản phẩm và giá cả nó khác nhau. Mã số 3G là một bức tranh nha, hai bức tranh. Đây là Phúc Đức nha bà con. Nó chất liệu cũng là gỗ gõ nha. Đây gỗ gõ bà con mình xem, đặc biệt gỗ giữa cũng là liền khói nguyên tấm. Đó, tích này là cha mẹ nha. Đó, bà con mình xem ốc rất là đẹp luôn. Đó. Đây chiều cao mỗi một bức như thế này em đo nó tới là 117. Còn chiều ngang mỗi bức là 30.
Đó, chiều dày khung chanh là 3 phân, chiều dày khung chanh 3 phân nha. Thương đó. Cha xuôi ngược giữa dòng, mẹ yêu tất tả gánh gồng nuôi con. Những đó. Câu thơ rất là ý nghĩa nói về cha mẹ nha bà con. Đó, được khẩm tích người hai người, người cha và người mẹ nha bà con. Bên dưới là những người nông dân cày cấy gặt hái. Bên đây là đánh bắt câu cá, rất là ý nghĩa, rất là hay. Nói về cái chữ hiếu của người con, hiếu thảo đối với cha mẹ của mình, rất là ý nghĩa, rất là hay nha. Đó, nếu bà con mình sưu tầm về mình tặng cho bố mẹ của mình cũng rất là ý nghĩa lắm. Đó, bộ này thì em giao lưu bà con của mình là giá 9 triệu nha, 9 triệu đồng một cặp này nha bà con. Đó, bên em bao ship, bao kiểm tra hàng nha, Phúc Đức nha bà con, cha mẹ. Đó, thương cha xuôi ngược giữa dòng, mẹ yêu tất cả gánh gồng nuôi con, đó là nói lên một người con có hiếu nha. Đó, bà con mình xem giùm em, rất là đẹp. Những cái nào bà con mình không gõ không kỹ thì cứ liên hệ qua số điện thoại bên em, hoặc là kết bạn Zalo, bên em sẽ trực tiếp liên hệ với bà con của mình rồi đầy đủ hơn. Rồi mã tiếp theo, số 6 nha. Em có sưu tầm về được hai cái vòng, đặc biệt cái vòng này là bằng gỗ này là gỗ quyết long nha bà con. Đó. Vòng này khoảng 17-18 ly mỗi một viên nha. Đó bà con mình xem, mỗi vòng thì đã xong hết rồi. Đó, gỗ quyết long thì bà con của mình cũng biết rồi nha. Đeo thì phong thủy rất là tốt nha. Đó, gỗ này thì nói chung nó cũng là thấu quan hết đó nha bà con. Đó, bà con mình xem đây, rất là đẹp. Đây. Đó. Đó, em đeo vô bà con mình hình dung ra được nha. Vừa gỗ này cũng có mùi thơm luôn nha. Bà con của mình về mình dùng đèn á, mình gọi vào nó sẽ ngay sới nó sẽ thấu quang màu đỏ lên, bà con mình hình dung thấy nha. Đây, con mình xem giùm em. Có những viên nó đỏ rất là đỏ luôn, tại vì ngay cái sới của nó. Đó, nhưng mà em bao bà con của mình chất lượng gỗ nha. Nó là gỗ quyết long. Đó. Mình sau mình gọi thông đèn lên nó sẽ lên màu đỏ. Đó, màu đỏ tươi rất đẹp. Đó, và bên đây cũng vậy. Đó. Đây, bà con mình em có hai mẫu thôi, có hai bộ thôi. Đây bà con mình xem giùm em nha. Đó, mà con mình nếu mà chọn mẫu nào thì cứ liên hệ bên em. Đây, con mình thấy nó thông đèn không? Đó, mình sẽ gọi nó ngay sới nó sẽ thông đèn lên nha, gỗ quyết long. Mỗi một vòng như thế này thì em giao lưu cho bà con của mình có giá là 600 ngàn một vòng nha bà con, một vòng là 600 nha. Đó, bà con mình xem rất là đẹp. Nếu bà con mà lấy hai vòng luôn em sẽ giảm chi phí cho bà con của mình chút đỉnh luôn. Rồi đến với mã tiếp theo. Đây là mã số 7, mã số 7V nha. Đó, mã 7V này là một cái bộ ấp trà. Đây, bộ ấm trà đặc biệt này là một đá sa banh tin liền nguyên khối. Đó, bà con mình xem màu rất là đẹp, màu cà phê sữa nha. Chiều dài cái ấm là em đo là 21 thôi. Mỗi cái ly á, đường kính 5 phân, chiều cao của nó là khoảng 4 phân thôi nha. Còn cái đĩa bên dưới là tầm 9 phân. Hàng chuẩn làm tích là liền lạc hết. Về bà con của mình có thể vệ sinh sạch sẽ là mình sử dụng được luôn, rất là sang. Và đặc biệt á, cái ấm trà này bị lỗi chỗ này. Em cũng thông báo bà con của mình nó răng và em đã xử lý lại rồi nha. Đó, nó bị lỗi cho nên chút xíu thôi, nhưng mà không sao nha, vẫn sử dụng, vẫn xài bình thường. Đó, cho nên em để cho bà con của mình cái giá hữu nghị cho bà con của mình sưu tầm về. Đó, mình trưng bày hoặc là mình cũng có thể sử dụng được luôn. Nó đá sa banh tin liền nguyên khối nha bà con, nguyên khối hết nha. Giá là 900 ngàn một bộ này thôi nha, 900 ngàn đồng, nó bao ship, bao kiểm tra. Đó, về bà con mình có bộ khay, chỉ có cái khay trà thì mình kết hợp vào thì rất là đẹp và tuyệt vời luôn á. Mã số 8 này là một cái đĩa chanh, tích này là tích quê hương nha. Đó, bà con mình xem rất là đẹp. Cái đĩa này em đo đường kính là nó khoảng là 30, tầm 38 đi. Chiều cao đế luôn đó là khoảng 47 nha. Nó được khảm ốc Singapore nha. Tích này là quê hương. Nó tích là những cậu bé nô đồ ở dưới gốc cây đa. Nó đang trân châu nha. Gỗ là gỗ gõ nha bà con. Đó, bà con mình xem đây rất là đẹp. Hàng làm tích liền lạc này là nguyên khối. Đó, cái đĩa chanh này em giao lưu với bà con của mình có giá là 4 triệu đồng thôi nha. Bên em bao ship bà con mình luôn. Đó, 4 triệu đồng bao ship, bao kiểm tra hàng. Rồi đến với mã tiếp theo. Số 9 V này là một cặp bình. Đó, một cặp bình rất là đẹp luôn. Hàng tàu quẻ tai nha. Đó, tích này là ông lão câu cá nha bà con. Đó, đây là tích ngư ông đắc lợi. Đó, bà con mình xem giùm em nha. Đó, ông già đi câu cá đó nha. Vô tình gặp được một cái chú hạc bắt cá đây. Bà con mình xem nha. Với chiều cao này em đo là khoảng... chiều cao là 54 nha, đường kính miệng 18 thôi, và hoành bụng bình là 69. Hàng quẻ tai 100%, hàng tàu tuổi đời tầm 20 năm. Đây bà con mình xem nha, không hề nứt mẻ chỗ nào, làm tích liền lạc hết. Đó, ngư ông đắc lợi, trôn đế mọc 4 chữ. Đó, đăng đối với nhau nha bà con, cặp này giá giao lưu bà con của mình chỉ 3.200.000 thôi. Đó, 3.200.000 đồng thôi nha. Rồi mã số 10 là một cặp bình tứ giác nha. Đó, bình vuông, tích này cũng là... đây, bốn vị thần nha bà con. Với chiều cao này em đo là 51, đường kính miệng 15.
và hoành bụng bình là 61 nha, hàng không hề lỗi lầm luôn nha, làm tích toàn bộ hết đây nha, đó rất là đẹp nha, bốn vị thần đây, chôn đế là mọc 6 chữ nha bà con, 6 chữ nha. Đôi này giá cũng là 3 triệu cho bà con của mình luôn, nó 3 triệu đồng bao ship bao kiểm tra luôn nha. Và mã tiếp theo số 11, một cặp bình song tâm, nó cặp bình song tâm vẽ tích sơn thủy nha bà con, nó phía sau là những câu chuyện rất là đẹp, nó bà con xem hàng vẽ tay rất là đẹp nha. Với chiều cao này em đo là 33, đường kính miệng là 15 nha, hoành bụng là 50, đó, bình song tâm nha, hàng tàu cũ nha, đó, không hề nứt mẻ chỗ nào. Đó bà con mình xem dùm em, nó có cái khía ngay giữa, đó, hàng rất là đẹp và độc đáo luôn nha. Đây, chôn đế nha bà con, đó, cặp này giá cho luôn bà con mình là 3 triệu 2 nha, 3 triệu 200 ngàn đồng nha. Mã kế tiếp là số 12 là một cái bình hút lọc nha. Đây bình hút lọc tích này cũng là ông cháu bà con mình xem, chiều cao em đo là 50, đường kính miệng khoảng chừng 8 phân nha, hoành bụng là 77, hàng tàu cũ nha. Đó, đó hàng vẽ tay hết luôn, con mình xem bình này rất là đẹp, bà con mình về mình trưng đề coi rất đẹp. Cái bình này em giao lưu bà con mình giá 1.400.000 đồng, 1.400.000 nha. Mã số 13 đây là một cái bình vôi, đó, bình vôi trên đỉnh là một cái con tôm nha, con tôm càng rất là to luôn. Đó, chiều cao này em đo là khoảng 19 thôi, hoành bụng này là 50 nha, cái này rất là già nha bà con, mang bà con mình nhìn mang nó lên bà con mình biết nha. Đó, gớm chu đậu, giá cái này là 500.000 nha bà con, 500.000 đồng. Đó, bình voi gớm chu đậu. Mã số 14 đây là một cái chiếc bình rất là đẹp luôn, bình như là người ta phục chế hàng Tống đó nha, đời Tống không xem này, người ta khảm đá luôn á. Chiều cao này em đo là khoảng 23, hoành bụng này là 30 thôi nha. Đây, hàng lành tích liền lạc, chỉ có theo thời gian nó gạt gạn mang thôi nha, hàng này cũng từ đôi 30 năm thôi nha, giá là 800.000 nha bà con, 800.000 đồng. Rồi mã số 15 là một cái chiếc bình đồng hồ vẽ tích sơn thủy đây, đó cũng là hàng tàu luôn, chiều cao em đo là 41, hoành bụng này là khoảng 61 nha, hàng vẽ tay và vuốt tay, hàng không hề lỗi lầm nha, cái nào có lỗi thì em sẽ báo cho bà con của mình trước, bà con mình yên tâm đi về kiểm tra hàng nha. Đó, một đế bà con xem dùm em đây, đó, hàng vẽ tay vuốt tay nha, cái này em sale bà con mình giá 1.800.000 thôi, 1.800.000 đồng thôi nha. Mã số 16 là một cái chiếc bình rượu đây, đó, một chiếc bình rượu rất là đẹp, cao ráo luôn, đó, có ngắn từ theo ngắn hết nha, từ theo tầng hết. Chiều cao này là 30, chiều ngang là khoảng 19 thôi nha, hoành bụng này là nó khoảng 44, cũng là hàng tàu cũ nha, hai bên là vẽ hai con chim phượng. Đây, về mà bà con mình muốn xài sử dụng thì vệ sinh lên giùm em nha, là mình sử dụng được rồi. Đó, chiếc ấm này em giao lưu với bà con mình giá là 1.400.000 nha, 1.400.000 đồng. Mã số 17, đây cũng là một cái chiếc bình rồng nha. Đó, bình này thường cũng gọi là bình mai á. Đây, rồng là rồng cấp nổi luôn, hàng gớp chu đậu cũ luôn nha. Với chiều cao này em đo là 29, đường kính miệng là khoảng 3 phân thôi, hoành bụng là 53, nó nguyên một con rồng, bà con mình xem rất là đẹp, rồng đỏ nha, quấn quanh thành bình. Đây, mang là lên già chát luôn. Cái này giá 1.200.000, đó 1.200.000 nha bà con. Rồi mã tiếp theo, số là 18. 18 này á là một đây là một cái chuông cảng nha, cái này em về được vài cái em giao lưu rồi, còn cái một cái nữa thôi. Đó mà một cái nữa hết luôn rồi nha. Đây bà con mình xem, chiều cao này em đo là khoảng 35, chiều ngang là 20-25 nha, chiều cao cái chuông lên là 12. Đó, màu đồng vàng rất là đẹp nha. Đó, chuông đánh cảng rất là đẹp. Cái này em giao lưu bà con mình giá 1.400.000 nha, 1.400.000 đồng, bao ship bao kiểm tra. Đó, cái chuông đồng nó được đánh bóng rồi, con mình thấy sáng lên là bà con mình biết rồi, rất là đẹp. Đến với mã tiếp theo, đây, đây là một cây thanh long đao bằng đồng. Đó, cây này thì đồng nâu, nó bà con mình xem dùm em rất là đẹp, đồng nâu là đồng cũ, theo thời gian nó ngã nó sậm màu nâu nha bà con. Đó, bà con mình cây vừa rồi là đồng vàng, em giao lưu rồi nha, cái này em về được một cây này là màu nâu, cây này nặng 6 kg nha, một cây thanh long đao rất là đẹp bà con mình, chân đề co chân phong thủy rất là tốt nha, rồng thì nó tượng trưng cho sự quyền lực và mạnh mẽ. Đó, chiều dài tổng thể em đo là 66 nha, chiều cao đế luôn đó là khoảng 20. Nó rất là dày dặn và cứng cáp, rất là nặng nha bà con. Đó, nguyên một con rồng quấn đánh dài theo luôn. Đây, chất liệu là độc nha. Đó, có kèm đế cho bà con của mình luôn, nặng trên 6 kg. Cây đao này em giao lưu với bà con của mình có giá là 4.800.000 nha, nặng trên 6 kg cho bà con, 4.800.000 đồng bên em bao ship nha. Và mã kế tiếp số là 20 dây,
Đây 20 giây đây là một tác phẩm là mẹ Quan Âm nha, đứng trên đài hoa sen. Đó bà con mình hữu duyên quan hỷ nha. Chiều cao tổng thể luôn em đo là 65. Hoành đế như thế này là khoảng 63 thôi. Đó bà con mình hữu duyên. Đó, hôm nay mình gặp được bà mẹ Quan Âm nha. Nó tay cầm bình nước đang cầm lộ nha bà con. Nó ban phước lành cho dân. Đó bà con mình xem, đồng là đồng cũ thôi. Mặt sau lưng đây nha. Đó, rất là thần thái luôn. Nặng là 8,5 kg nha, 8,5 kg. À, bà con mình xem giùm em. Đây, chôn đế đây nha. Đó, 8,5 kg đồng cũ. Hữu duyên bà con mình giá là 5.500.000 đồng nha bà con. Nặng 8,5 kg nha, 5.500.000 đồng. Và mã số 21 dê này một cái sông trồng tam hạt nha. Đứng trên là ngự long quy, nó liền lạc luôn từ trên tới dưới. Về bà con mình để trầm hương vào đốt thôi. Nặng là 1,9 kg nha, chiều cao em đo là 29. Cái chiều dài bên dưới này là 20 đi. Đó bà con mình xem. Đồng rất là sạch sẽ, không có xi măng ba giới nha. Hàng này cũng tầm 20-30 năm về đây thôi. Đó bà con mình xem nha. Nó đổ người ta làm rất là tỉ mỉ, rất là đẹp. Đặc biệt nó là bằng đồng nha bà con mình xem đây, rất là giá trị. Giá là 2.200.000 nha bà con, 2.200.000 đồng. Mã số 22 là tác phẩm là Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn nha, cũng là đồng xanh đồng cũ nha bà con. Chiều cao này em đo là 32, chiều ngang là 19 thôi nha. Đó, con mình xem hữu duyên và quan hỷ nha. Nặng là khoảng 2,3 kg. Đó, Phật nhiều tay và nhiều mắt nha, đứng trên đài hoa sen. Đây, giao lưu bà con mình hữu duyên là 2.400.000 đồng nha, 2.400.000. Mã số 23 là em có một cái vỏ đạn đồng xưa nha. Về bà con mình có thể làm những cái dụng cụ mình kiệt tác ở loại nha, những đồ cắm nhang hoặc là mình làm đây, cắt ra làm ống dán bút cũng đang được. Chiều cao là 31, hoành là 18 nha. Cái này là 300.000 thôi nha bà con. Nó hàng vỏ đạn ngày xưa nha. Về bà con mình đánh nó lại là cái đồng thao hồi xưa, rất là đẹp nha, rất là sáng luôn. 300.000 bao ship toàn quốc. Mã 24 là tác phẩm là Nhất Long nha bà con, gồng Cầm Châu. Chiều cao này em đo là 19, dài là khoảng 29 nha. Đó bà con mình xem chất liệu đồng cũ nha. Đó, gồng giữ tiền, nặng 2,4 kg nha. Tác phẩm này giá là 1,3 triệu cho bà con mình thôi. Nặng 2,4 kg. Và cuối clip bonsai Long Nguyên cũng xin mến chào bà con, chân thành cảm ơn bà con mình đã xem kênh, ủng hộ kênh trong suốt thời gian vừa qua nha. Trong lúc thời gian quay clip có điều chi sai sót rất mong bà con mình thông cảm, và cũng mong bà con mình ủng hộ em trong clip này. Xin mến chào và hẹn gặp lại ạ. Mến chào và hẹn gặp lại với bà con vào những clip mới nhất tiếp theo của kênh chúng em nhé. Kênh chúng em thường phát clip vào buổi trưa tầm 12 giờ và buổi tối tầm 7 giờ nha bà con. Rất mong được ủng hộ với bà con nhé. Mến chào và tạm biệt ạ.